Thưa quý vị, thưa các bạn, ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam được đánh giá là phát triển chậm và đi sau nhiều quốc gia trong khu vực. Việc tăng cường công tác xúc tiến thương mại để phát triển công nghiệp hỗ trợ đang là giải pháp hết sức quan trọng, mang lại hiệu quả tích cực vì tiềm năng của ngành này là rất lớn. Ngoài hiệu quả tạo công ăn việc làm, thu hút nhiều lao động, công nghiệp hỗ trợ còn đóng vai trò rất quan trọng trong việc tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp. Do tầm quan trọng trong phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho ngành như thành lập các khu công nghiệp chuyên sâu để thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển công nghiệp hỗ trợ, ban hành những chính sách hỗ trợ và danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trong các ngành dệt may, da giày, điện tử tin học, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo và các sản phẩm phụ trợ cho công nghiệp công nghệ cao. Mới đây nhất, chính phủ đã ban hành nghị quyết số 115 NQCP về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 70% nhu cầu cho sản xuất, tiêu dùng nội địa, chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất công nghiệp, có khoảng 2.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam. Trong cái thời gian vừa qua thì từ khi chúng ta đổi mới và tập trung vào phát triển cái lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ thì chính phủ, nhà nước đã ban hành nhiều các cơ chế chính sách ưu đãi và hỗ trợ cho các cộng đồng doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam tham gia đầu tư vào chuỗi sản xuất của toàn cầu, trong đó là tập trung vào cái chiếm lĩnh cái thị phần mà bỏ ngỏ rất lớn của Việt Nam. Chúng ta đang hàng năm phải nhập khẩu rất nhiều chục tỷ đô la về để lắp ráp và xuất khẩu ra thế giới, thì cái năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam tại cái thời điểm hiện nay đã có những cái bước phá và có thể tận dụng được những cơ hội của cái sau đại dịch cũng như là cái chuyển dịch đầu tư sản xuất toàn cầu. Trên thực tế, để tạo đà cho công nghiệp hỗ trợ phát triển, một trong những hoạt động quan trọng là đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại để tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với các doanh nghiệp sản xuất đầu cuối, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thông qua các hoạt động như tổ chức kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ với các doanh nghiệp FDI, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, các hoạt động triển lãm công nghiệp chuyên ngành, qua đó tạo điều kiện và cơ hội cho các doanh nghiệp mở rộng hợp tác, tạo ra cơ sở tương đối chuẩn mực về điều kiện mua hàng. Các doanh nghiệp được chọn lựa vào kết nối là doanh nghiệp chủ lực, có tiềm năng nên việc kết nối sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp. Ngoài ra, tại các hội nghị xúc tiến thương mại và các hội chợ triển lãm trưng bày các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp cũng đã nắm bắt được về các cơ hội trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong bối cảnh mới. Cùng với đó, doanh nghiệp còn được giới thiệu những thông tin về các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện xuất nhập khẩu của thị trường các nước đối với một số sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam để từ đó áp dụng và tuân thủ. Đối với thành phố Hà Nội thì đã ban hành cái quyết định 11 để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp trong cái lĩnh vực từ hỗ trợ hạ tầng, hỗ trợ xây dựng các cái phát triển các cái thương hiệu, hỗ trợ kết nối ứng dụng các cái khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cho tham gia các cái chương trình xúc tiến thương mại khuyến công trong và ngoài nước để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp có thể là tiếp cận tiếp nối với cả toàn bộ những cái hệ thống các cái doanh nghiệp trong cái khu vực châu Á cũng như là cái khu vực và các cái nước công nghiệp tiên tiến trên thế giới. Tech cũng đã tạo rất nhiều hỗ trợ, từ hỗ trợ Bắc Trung Nam, các hỗ trợ về công nghệ chế tạo, về phụ trợ. Ngoài ra thì Tech cũng tham gia cả hỗ trợ về nước ngoài nữa. Và sau mỗi lần hỗ trợ này thì khách hàng biết đến chúng tôi nhiều hơn. Chúng tôi hướng đến những khách hàng trong nước và đặc biệt hơn là chúng tôi hướng đến khách hàng FDI cũng như quốc tế. Bởi khát vọng của Intech là luôn mong muốn biến Intech là một thương hiệu quốc gia. Hiện nay, tỷ lệ nội địa hóa ngành điện tử thấp, các sản phẩm điện tử trên thị trường Việt Nam đa số là hàng nhập khẩu nguyên chiếc hoặc lắp ráp trong nước bằng phần lớn các linh kiện nhập khẩu. Mỗi năm, Việt Nam nhập khẩu khoảng gần 50 tỷ đô la Mỹ các mặt hàng linh kiện điện tử, trong khi khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử trong nước còn rất hạn chế. Một thực tế không quá khó để nhận ra, mặc dù Việt Nam nằm trong số các quốc gia xuất khẩu điện tử lớn thứ 12 thế giới và thứ 3 trong khối ASEAN, nhưng có đến khoảng 95% giá trị thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Chính vì vậy, cần tạo bước đột phá để phát triển ngành công nghiệp điện tử. Cụ thể, các doanh nghiệp trong nước cần tham gia nhiều hơn nữa trong chuỗi giá trị toàn cầu, thiết lập được hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ và đủ sức bắt tay với tập đoàn công nghệ quốc tế lớn. Đứng trước rất là khó khăn của rất nhiều doanh nghiệp ngành
ngành điện tử và công nghiệp chế biến chế tạo, thì chúng tôi cùng với lại AX Trade đã đưa ra một cái sáng kiến là kết nối cộng đồng doanh nghiệp, và chúng tôi đã ký kết một cái bản ghi nhớ để làm cái diễn đàn, cái sân chơi cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo và ngành điện tử có thể nói lên những cái tiếng nói của mình và chia sẻ những cái khó khăn và cùng nhau kinh nghiệm để cùng nhau vượt qua những cái thách thức và tiếp nối cái thành công của cái sáng kiến cộng đồng doanh nghiệp đó. Thì ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục ký cái sáng kiến kết nối cộng đồng doanh nghiệp để cho thu hút thêm nhiều hơn nữa giữa các cái doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp điện tử. Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngày càng trở nên bức thiết, nhưng phải được tiến hành có chọn lọc dựa trên tiềm năng, thế mạnh so sánh của Việt Nam và phân công lao động quốc tế với công nghệ tiên tiến có tính cạnh tranh cao. Bên cạnh đó, phát triển công nghiệp hỗ trợ cũng cần theo hướng phát huy tối đa năng lực đầu tư của các thành phần kinh tế, đặc biệt là của các đối tác chiến lược, các công ty, tập đoàn đa quốc gia và phù hợp với những xu thế, đặc thù riêng của từng ngành công nghiệp. Đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành da giày, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển nguyên vật liệu và phụ liệu phục vụ ngành da giày, đáp ứng mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ cung cấp trong nước của ngành công nghiệp này đạt 75-80% với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, phục vụ sản xuất xuất khẩu. Chúng tôi nhập một dây chuyền để về sản xuất cái nguyên liệu về giày này, về da này, thế rồi tất cả các cái phụ liệu về như dây giày này, thế rồi như đinh mu rê này, thì cái đó là nó cái lợi ích chính là nó giảm được giá thành. Là một, thứ hai nữa là cái chất lượng của mình làm ra thì mình kiểm nghiệm để nó chặt chẽ hơn. Thời gian qua, Bộ Công Thương cũng đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo quyết liệt nhằm nâng cao vai trò vị thế của ngành công nghiệp hỗ trợ theo tinh thần của Nghị quyết số 23 NQITU ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời triển khai thành lập 3 trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp tại 3 vùng kinh tế trọng điểm khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ sản xuất thử nghiệm, nâng cao năng suất chất lượng, tạo giá trị gia tăng cũng như tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.